Hi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với đấu trường Alaka 1B. Và trong đấu trường Alaka 1B ngày hôm nay sẽ gồm có hai loài sinh vật, một loài là con Godzilla và một loài là con Brontosaurus ở trong Prime and Fear. Đây đều là hai cái mốt khá là hay. Con Brontosaurus trong Prime and Fear thì anh em nhìn cái mắt màu vàng này. Đó. Còn đây là mốt Godzilla. Nay mình sẽ làm cái cuộc chiến giữa hai cái dòng mốt này. Cưỡi còn có chỉ là cái đàn Bronto là khá hiền, mình thấy mấy con này nó khá là hiền luôn. Đó, nó đúng là động vật ăn cỏ, nó không có quá hung dữ như các loài những con gọi là mốt khác.